Ngày 18 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lường Đình Luân, sinh 1996, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Lường Đình Luân là đối tượng đã lao vào đánh trọng thương ông Nguyễn Đình Thiều, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin. Theo kết quả giám định, ông Thiều bị Luân tấn công gây thương tật từ 13 đến 16%. Hiện ông Thiều vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.